Chào mừng toàn thể quý khán giả của kênh Trải nghiệm 21 ngày. Hôm nay tôi tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh An Tôn, cầu Ông Lãnh, tọa lạc số 18 Phan Văn Trường, phường cầu Ông Lãnh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Giáo xứ Thánh An Tôn, cầu Ông Lãnh thuộc giáo hạt Sài Gòn Chợ Quán, Tổng giáo phận Sài Gòn. Bổn mạng của giáo xứ là Thánh An Tôn Padova. Dựa vào tài liệu của anh Huy cung cấp, tôi sẽ chia sẻ đôi điều về lược sự của giáo xứ Thánh An Tôn, cầu Ông Lãnh cho các bạn biết nhé. Năm 1948, Đức Cha địa phận Sài Gòn đã chấp thuận cho các anh em dòng Francisco đến hoạt động trong địa phận của Ngài. Tháng 6 năm 1949, cha Benoit Berum đã tiếp nhận trung tâm Thánh An Tôn ở cạnh chợ Cầu Muối, cầu Ông Lãnh, chuyên lo nuôi dưỡng và giáo dục cô Nhi Lai ở lứa tuổi thanh niên, sau trở thành điểm mục vụ tông đồ của anh em Phan Sinh Việt Nam. Năm 1950, cha Bếp Văn Rexon, hai thầy Louis Nguyễn Bình Yên và Antonin Trương Văn Biên đến tiếp nhận, điều hành trung tâm và thành lập cộng đoàn. Từ năm 1957 đến năm 1969, đây là trụ sở của Thanh Sinh Công. Từ năm 1966 đến năm 1969, đây là văn phòng chi tỉnh dòng Francisco. Đến năm 1967, nhà cầu Ông Lãnh trở thành ký túc xá tuyển chọn ơn gọi cho chủng viện Thủ Đức. Hơn một năm sau, trở thành chiếc viện của hạt dòng Kim Tiền Tập Viện. Khi chiếc viện giờ về Francisco Da Cao năm 1974, anh em Phan Sinh đã hướng về một hoạt động mới, công tác xã hội cho người nghèo. Năm 1975, vì số giáo dân trong địa bàn phường cầu Ông Lãnh đã khá đông, đáp lại lời mời của Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình, dòng Francisco đã chuyển đổi tu viện cầu Ông Lãnh thành giáo xứ Thánh An Tôn, cầu Ông Lãnh. Đồng thời, Đức Tổng đã bổ nhiệm cha Ignacio Ngô Đình Phán, dòng Francisco, làm chánh xứ Tiên Khởi. Ngoài việc mục vụ giáo xứ, các cha dòng Francisco đã cho phòng khám bệnh, chuẩn trị, phát thuốc miễn phí, gồm cả Đông và Tây Y, lớp học tình thương cho con cái gia đình lao động nghèo, dưới gầm cầu và ven sông rạch. Năm 2014, cha Giuse Phạm Văn Bình, dòng Francisco, đã được bổ nhiệm làm chánh xứ. Nhận thấy nhà thờ giáo xứ nhỏ hẹp, cần phải có nơi rộng rãi để thờ phượng Chúa, nên Ngài và cộng đoàn đã tiến hành xây dựng một ngôi nhà thờ mới kế cạnh dãy nhà tu viện cổ.
Đến ngày 24 tháng 2 năm 2019, thánh lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ mới đã được cử hành do đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ sự. Cảm ơn các bạn đã xem xong clip này. Nếu thích vui lòng nhấn like, share, subscribe và chuông để nhận được clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.